chưa? Ủa. Ai vợ ơi? Hả? Thằng Hưng mới lóc lên nữa, thả giờ to nhà bạn rồi. To nhà bạn chưa? Mà ai vợ ơi? Hả? À, mùa hè gió đó là hay chủ thằng Hưng mới lóc tại đầu cùng cho vui đi. 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 Ngồi lên mái chán rồi đi. Đi. Đi hai bạn ơi. Đi. Bạn Hưng mới lóc ơi. Hưng mới lóc ơi. Bạn Hưng mới lóc ơi. Ở đây bạn ơi. Đang làm gì đấy? Đang làm gì đấy? Làm gì đấy? Tôi đang ngủ trưa, mấy bạn bảo gì đấy? Ui. À, bọn tớ đang ngồi kia chán quá, hôm nay gió to, rủ bạn đi thả diều. Thả diều á? Đi rồi. Thả diều bạn ạ. Thì mấy bạn có tiền mua diều thả không mà rủ đi thả diều? Ui, trời có dạ. Bạn. Có chứ. Có bạn ơi. Thế mấy bạn có dám chơi thả diều bình dân với Dubai không? À có được. Chơi nào, luôn. Chơi bốc thăm, ai mà vào bình dân thì chơi bình dân, ai mà vào Dubai thì chơi Dubai. Được, thả diều bình dân với Dubai. Ừ. Thế bây giờ chọn đội đi. Đâu bây giờ tôi có đội anh Hưng đi. Ờ. Tôi với bạn Bách. Rồi, bạn với tôi một đội nhá. Bây giờ đi bốc thăm thì chưa? Bây giờ đi. Mấy bạn chờ tớ tí. Nào. Nào. Đấy cho đội này bốc trước. Đấy. Bốc đi. Thôi rồi đi. Đây. Ê. Dubai. Dubai các bạn ơi. Bình dân các bạn ơi. Các bạn ạ. Đấy. Bình dân thì chỉ có 100 nghìn thôi. Đúng rồi. Ừ. 100 nghìn thì liệu có mua được diều không? Không mua được diều thì phải tự mà làm diều. Làm gì? Dubai thì mình sẽ có 1 triệu các bạn nhá. Đấy, hiểu chưa? Hiểu rồi. Rồi bây giờ bắt đầu đi mua diều thả diều. Đi bạn Thông ơi. Bạn Bách ơi. Bạn mà ở đội của tớ á, thả diều vừa đẹp này, vừa được ăn ngon này. Ui. Ăn ngon. Còn cái đội bình dân này em 100 nghìn thì mua được cái gì nhỉ? Đúng rồi. Và đi mình đi vậy thôi. Dân chán nhỉ. Rồi tôi đi. Đi. Bạn Bách ơi. Em đây anh ơi. Hôm nay ấy, được Dubai ấy, em mà ở với đội của anh ấy là quá sướng luôn. Ui, thế đây sướng rồi anh ạ. Các bạn ơi, hôm nay bọn mình được Dubai bạn nhá. Đấy, mình mua hẳn con diều này 600 nghìn các bạn này. Đấy, diều đại trà mà nhá. Nhiều chất luôn. Lại còn có đồ ăn nữa các bạn ạ. Đấy, rất nhiều luôn. Rất nhiều. Nhưng mà trước tiên là bọn mình sẽ đi thả diều trước, sau đó là bọn mình sẽ làm một cái hố. Đúng rồi. Hố bể bơi, mini để làm lạnh cái số này lên để ăn cho nó mát. Vừa ăn vừa thả diều. Đấy. Cho nó mát. Không biết Quân với Huấn bình dân không biết mua được cái diều gì không các bạn nhỉ? Đúng rồi. Không biết mua được cái gì không? Hay là diều tự làm các bạn ạ. Rồi. Đấy, thôi các bạn ơi. Đấy các bạn nhá. Đấy Bách bỏ ra. Để gọn ra. Đây con diều bọn mình mua đây các bạn này. Hôm nay Dubai bọn mình có 1 triệu nên là con diều này mình mua chỗ này là 600 nghìn. Còn lại là mình mua đồ ăn các bạn ạ. Đấy. Để gọn tháo không nhắm rồi. Là gãy đấy. Gãy mất. Đấy con diều này con diều. Gãy mất tháo này cũng. Con diều này. Con diều này con diều đại trà các bạn nhé. Ui giời ơi. Lắp diều nhá anh em bạn ơi. Rồi đây tớ đang lắp đây. Các bạn ơi mình đang lắp các bạn nhá. Đấy. Dâu cũng mới lấy dâu cơ ăn ngửa nha rồi nhá. Nó phải cơ ăn ngửa với chết. Đấy bọn mình đang lắp diều bạn nhá. Đây là lần đầu tiên mình chơi. Đấy cái con diều này các bạn ạ. Con diều. Đấy sắp thành rồi các bạn ơi. Chuẩn bị xong rồi. Rồi. Đấy các bạn thấy cái diều chưa? Bụt đuôi rồi bạn Hưng này. Đây, bây giờ sẽ buộc đuôi vào các bạn nhé. Rồi. Rồi các bạn ơi, bây giờ sẽ buộc sáo. Buộc sáo bạn nhé. Bác chị. Đẹp chưa? Đẹp đấy bạn Hưng ạ. Đẹp đấy. Các bạn nghe lại âm thanh gì chưa? Bỏ rồi các bạn. Diều của mình đấy các bạn chưa? Đấy, đội của mình nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ buộc dây vào thả lên cái chục mét nữa các bạn. Ôi, này phải mấy trăm mét các bạn, mấy trăm mét luôn các bạn nhá. Bây giờ buộc dây vào để thả các bạn ạ. Thả nhanh đi để đào cái hố để cho trái cây lạnh ướp lạnh ở dưới các bạn nhá. Không chối mất các bạn. Ê. Ôi, bạn Hưng mới mới bạn Bách ơi. Ôi. Ui. Mấy bạn mua diều gì đấy? Diều gì đấy? Bọn tớ bình dân không có tiền chỉ mua cái diều mấy chục nghìn đều đều vậy thôi. Ôi. Nhìn này. Cái diều bình dân các bạn nhìn này. Các bạn. Ui. Cái diều này cái sáo của mình diều như thế thôi. Các bạn ngồi cánh của mình. Không có cánh. Các bạn nhìn chưa? Hai diều của bạn đẹp thế. Đẹp không? Đẹp. Dạ các bạn.
Cầm đấy, giả bạn này. Giả hai bạn hình như là diều con phượng hoàng lửa ấy sao? Chồng hoàng lửa đấy. Phượng ngựa đấy. Bắt đầu. Tí nữa cho bọn tớ thả cùng nữa. Còn đâu? Ra kia kéo. Vâng. Của hai người ấy thả đấy. Ôi giời, không chắc đã bay được mà cứ gãy. Mấy bạn nhìn thế này. Đâu, xem nào. Nào. Đấy, Bách đứng đấy, chứ à. Được chưa? Được rồi, anh ơi. Sẵn sàng nhá. Sẵn sàng. Yeah. Đẹp thế. Đúng là người có tiền thích thật. Chơi hẳn rượu. Đấy phượng hoàng. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy. Bạn đông đẹp nhỉ? Đẹp chưa? Bạn đẹp trai đấy. Đấy các bạn chưa? Có sáo là hoàng nhá. Kêu u luôn. Ôi. Mấy bạn ơi. Mấy rượu của mấy bạn này có mà liệu có thả được không? Thả được. Có được bắn linh không? Đâu bắn đây xem nào. Đây cho. Đây này. Đâu? Đây, rượu bọn tớ đây. Các bạn ơi, mình vào bình dân chơi không có tiền, chỉ mua cái rượu mấy chục nghìn để thả thôi các bạn ạ. Bé tí các bạn nhở? Bé là có rượu được. Thế thôi bạn nói nhỉ? Đúng, đúng rồi. Một cái gánh rượu của mình các bạn. Ôi giời ơi. Đây nhá, đấy, tớ lắp khung mà, ra bây giờ buộc dây vào xong. Rượu có lên không nhỉ? Trả lên. Các bạn ơi, cái rượu này bé tí bằng một cái cánh của mình các bạn ạ. Không có này bằng à, ngày xưa à, gấp bằng một cái cánh. Ngày xưa bọn tớ thả diều này hơi bay hơi cao đấy. Bảo ơn gì? Lâu lắm rồi mình không thả diều ấy các bạn. Bạn không một trận nào diều, bạn làm nó bay mất. Đấy, còn lâu. Còn lâu mới bay luôn. Đi ơi, bạn Quân ra kia tung lên để tớ thả nhá các bạn. Bạn Quân nhá. Ok. Đấy, xem có lên được các bạn nhỉ? Lên chứ lì. Trả lên nào. Nào. Đâu? Mấy bạn tránh ra để mở, mang tầm mắt đây. Mang tầm mắt. Rồi. Đâu? Đó. Sao là Quân lùi ra nữa đi, bao giờ tớ bảo 2-3 bạn tung lên nhá. Ok. Rồi, bắt đầu. Thôi đúng rồi. Nào. Nào. Ừ rồi. Đâu? Nào, bạn hốn cho căng lên. 2-3. Vãi giời. Nó phải là như thế. Không phải đúng lụa. Đấy, giờ của tớ vai cao hơn giờ của bạn gì à? Cao hơn của tớ là cao hơn đấy đây. Nhiều vẫn lớn được. Đấy, đấy, giờ của tớ giờ đại bằng trắng ẩn lôi, lại bằng đen ẩn lôi. Bạn Huấn ơi, cho mình cầm dây diều cái. Dạ. Các bạn ơi, diều của Huấn này là con diều con các bạn nhỉ? Diều bố các bạn. Cho xa xa đó bạn ơi. Kìa kìa kìa. Rồi bắt ơi, con diều này đánh bại diều mình bây giờ. Dùng rồi. Đã tung lên. Còn mình vẫn lên nha các bạn nhá. Diều của mấy bạn tuổi gì? Càng biết luôn. Đúng rồi. Bọn mình nghèo đây là chỉ mua diều mấy chục mới mua đủ tiền mua 2 chai nước thôi. Thế thôi. Nào chỗ bạn ơi. Bạn Huấn ơi cho xa xa ra không thì cứ vào dây đấy. Rồi tung lên. Vui. Vui rất là bạn Huấn nha. Đúng rồi, lâu lắm rồi chúng mình mới lại trở về tuổi thơ đấy bạn. Đúng rồi. Ui dầu, bọn mình là dầu cung thổ quá. Lôi đi, lôi đi. Bảo, giật. Lên rồi, lên rồi, lên rồi. Lên rồi, lên rồi. Bảo giật đi, phần. Giật nữa đi. Chính cho bạn Quân là không biết thầy hiểu các bạn. Lên rồi. Ta bảo cứ giật đi, phần. Thôi mấy bạn đứng xa ra đi. Mấy bạn đứng xa đây. Bạn Huấn ơi, bọn mình phải đứng xa ra không mà quấn vào nhau là chết đấy các bạn. Anh ơi, đấy diều bình dân của bạn Quân với mình là nó bé nhưng mà bay cao lắm các bạn ạ. Đây này, các bay bạn rất là cao nhá. Bé nhưng mà nó có võ đấy các bạn ạ, chứ không phải như mấy diều to kia của mấy bạn kia bay thấp là đất. Ra gì? Ra gì? Nhờ bạn Huấn nhờ. Như thế này cũng vui nhờ. Đúng rồi. Đấy, cứ thế này thôi, cứ lên bọn thế này thôi. Đấy bây giờ thế là hôm nay bọn mình trở về tuổi thơ đấy các bạn, lâu lắm rồi mình mới chơi thả diều. Các bạn ơi, diều Dubai của mình các bạn nhá, bao hoa khổng lồ, chiều cao thả thì phải đẳng cấp rồi. Đẳng cấp luôn. Thừa cả cuộn dây các bạn nhìn này. Bây giờ bọn mình diều lên rồi các bạn nhá. Ý là hố vậy anh ơi. Dạ các bạn nhìn chưa? Làm sao diều của Huấn với Quân ăn được của mình? Không ăn được các bạn. Bây giờ bọn mình sẽ đi đào cái hố các bạn ạ, để bọn mình ngồi nghỉ ngơi, uống nước, ăn hoa quả.
thả diều bạn nhá. Hưởng thụ các bạn ạ. Thả diều Dubai nó phải khác với lại bình dân các bạn ạ. Đúng rồi, tình như giờ hai trái giấc. Làm cái gì các bạn nhỉ? Bọn mình sẽ đi đào cái hố làm cái bể bơi mini bạn nhá. Đi anh ơi. Rồi, đấy các bạn ơi, diều mà mình đã buộc vào nhá, đang thả anh nhá. Thì bây giờ bọn mình sẽ đi đào cái hố. Bạn ạ, vừa thả diều vừa ngồi ăn trái cây các bạn nhá. Bách cầm đấy. Đây này. Coca rồi. Coca này, xoài này. Thanh long này. Đấy, vì dưa hấu bạn Bách này. Ui, quả này to đấy. To quá nhỉ. Quả này to đấy. Các bạn ơi, xoài này. Đấy, táo đấy. Này làm quả chôm chôm ăn cho nó ngon. Pepsi này. Ui, vẫn có một quả táo nữa. Bây giờ đi ra bể đi. Đi ra bể. Cứng hết các bạn ạ. Cứng đấy. Ui. Yeah. Đấy. Bể bắt đầu kia. Cái hố của mình đã làm xong rồi nhá. Buông rồi các bạn ạ. Nào, em ở đâu đâu kia? Cứ nhanh nhanh. Nào. Đã. Đấy. Rồi. Các bạn ơi. Đẹp luôn các bạn ạ. Long lanh luôn. À. Vịnh Hiếu anh ơi. Em mang cá nước ở đây. Đấy, đổ nước vào sau tí bọn mình cho đá vào nhá. Các bạn ơi, hôm nay bọn mình thả diều Dubai này, các bạn thấy có chất không? Quá chất luôn. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho đá vào nhá. Yeah. 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 Đấy các bạn thấy chưa? Em dọn này đi. Vâng. Đấy các bạn này. Wow. Đấy, mát lắm các bạn ạ. Mùa lắm rồi. Được đấy này, mát đây. Đấy, chôm chôm này. Nước coca các thứ để hết vào đây nhá. Hoa quả các thứ các bạn ạ. Đấy, mát lắm các bạn ơi. Ui. Ngâm đây một lúc nhá. Đấy. Đã không các bạn này. Bây giờ bọn mình sẽ mang diều ra đây thả nhá, xong vừa thả vừa ăn trái cây. Vừa uống các bạn. Đấy các bạn ơi, bọn mình sẽ mang diều ra kia ngồi vừa ăn trái cây vừa thả nhá. Vừa ăn vừa thả các bạn. Vừa hưởng thụ luôn các bạn nhá. Đấy, gió nó hơi bị ấy một tí các bạn ạ. Yếu. Nhưng mà không sao. Tí nó đổ các bạn ơi. Thế ông đâm xuống ruộng ấy chưa. Đấy. Bọn mình sẽ ngồi đây nhá. Vừa ăn vừa thả diều. Ô gió yếu các bạn ơi. Lên nào. Lên đi. Đấy. Đấy. Rồi. Lại lên rồi các bạn. Các bạn ơi, bọn mình mang diều vào đây rồi các bạn nhá. Đây là diều mình đang thả này. Đấy, caravan quay lên đi. Đấy các bạn chưa? Đang thả lên rất cao bạn ạ. Con diều Dubai có khác. Dubai. Ui. Cao. Đấy, chim bay còn không đến các bạn nữa. Đấy. Bạn bay ơi. Bật lon nước lên uống đi. Uống đi bạn ơi ngay. Ui giời. Ui giời. Hoa quả ăn tẹt lên. Đấy. Làm lon coca cho nó mát các bạn ạ. Vừa thả vừa uống nước. Đúng qua là phải sướng chứ các bạn nhỉ. Nào cốc nào. Wow, mát nhỉ. Đã nhỉ. Dạ thế. Bạn ơi. Bạn ơi, cái gì đấy? Làm quả dưa hấu mang đây. Con dao đâu nhỉ? Con dao đâu nhỉ? Đưa đây. Để tớ ra đòn nha. Hết đầu công bạn ạ. Nào, tớ đập đầu bạn xem nào. Hết đầu công này. Ôi giời, cứng quá các bạn ạ. Tớ. Cứng lắm bạn ạ. Cứng lắm bạn Hưng ạ. Bạn ơi, bạn đi lấy con dao đây. Đấy, lấy con dao. Bạn mổ mày. Mày cứng à.
Các bạn ơi, vừa thả diều vừa ăn trái cây. Bạn răng đu đủ ăn không có dằn thìa không? Không bạn ạ. Ăn cả cho mát. Gặp cho nhầm mát. Đấy, mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Mấy cái ông bình dân kia thả diều không biết đâu rồi nhỉ? Không biết được. Hai bạn, hai bạn đang ăn đồ ăn à? Đúng rồi. Bạn Bách ơi, thả diều sướng thế. Bọn mình có khi đốt hương mũi không lên nhỉ? Đúng rồi, đã đến rồi. Đúng rồi, đốt mũi không lên. Vừa thả diều lại còn vừa ăn hoa quả lại còn ăn dưa hấu ấy. Bạn đang đổ luôn lửa tớ rồi này. Bạn ăn nữa. Thằng huấn lùn này. Chẳng em ăn nhượng lo anh gì cơ ạ. Nhẹ tớ định cho bạn uống coca nhưng bạn ăn đổ rồi ấy. Này bạn này nhẵn lên cái bàn tớ à? Hả? Bố cho nhá. Bình dân này. Mình bạn, sorry nhầm. Bạn ngồi không có ý ạ. Ra là đổ lăn coca của mình lại còn ra đi xin của mình. Thế cái diều à? Em bấn chứ chỗ ngồi mình cho đi thả diều à? Không, bọn tớ đang thả mệt quá thấy. Bạn cho mình xin miếng. Không, ngọt nghe chứ không thấy to đâu. Ăn đấy là bọn tớ phải ra xin nữa các bạn ạ. Không cho đâu mấy bạn ơi. Hay là cho tớ quả chôm chôm kìa. Tớ chặt cho gãy tay mình mà. Đấy, mấy bạn đi thả diều mấy bạn đi. Đúng rồi. Đó là làm gì? Thế mấy bạn có cho tớ ăn không? Không. Không. Thôi, bạn muốn đi. Mấy bạn đi đi để cho bạn tớ ăn con miệng. Để bọn tớ ăn con miệng đây. Thả diều tiếp. Đi. Đi đi. Đi đi. Đấy các bạn ơi. Bọn mình á, đã chơi làm quá trời quá chịu bạn nhỉ. Đúng rồi. Vào Dubai là chỉ được hưởng thôi. Mấy bạn lại cũng đánh khi nhanh các bạn ạ. Mình phải ngồi đến đây các bạn ạ. Ngồi đây em người cầm đây kéo ạ. Đấy. Bạn ơi, ăn dưa đi. Anh nhìn. Không mấy bạn kia lại không thấy được. Nhìn các bạn nhìn. Nào nào. Bạn bạn huấn đi. Nào. 2 3 đi. Đi bỏ đâu bọn mình các bạn ạ. Lại lần nữa nào. Lỗi cái thật, lỗi cái thật. Các bạn ơi. Rồi bạn hứa mẹ của anh ấy. Cái nhiều để bạn thả làm cái gì vứt đi. Mấy bạn ơi, mấy bạn đi ra kia thả đi. Mấy bạn thả đấy xong đâm vào đầu tớ lại lại chết tớ. Các bạn không có tiền đền đâu. Mình nhanh chạm mình bố. Đấy à, bạn hứa đây. À thả lại nhá. Không thả lại đây. Ui nhì. Trời ơi. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Diều chát đi bạn huấn nhá. Diều của mình, diều bình dân mấy chục nghìn cho nên nó khó bay lắm các bạn. Đây các bạn nhìn này, diều của mình này. Bổng tít luôn. Đứng như một chỗ cơ ạ. Chỉ ngồi này ngoáng ngoáng này thôi là cũng okay. Diều lên các bạn ạ. Đấy các bạn thấy chưa, diều bình dân nhá. Dubai làm sao bình dân ăn được Dubai được. Đúng rồi. Diều chứ mấy chục nghìn bách nhở. Đúng rồi, mấy chục nghìn. Rồi, wow. Anh em mình ăn mừng đi. Gì? Nào ăn mừng, con diều thành công. Yeah. 2, 3. Các bạn ơi, thả từ nãy giờ toàn lên đấy đổ các bạn ạ. Sử dụng các bạn. Rõ ràng mới đầu bay được mà bây giờ nó không bay được lên được. Đấy. Diều đảo chỉ thế thôi. Thôi mấy bạn ơi, mấy bạn diều đấy là diều đảo rồi. Tiền ít mà đòi hít thơm mà còn có lâu. Ôi. Ê. Căng chưa này, căng chưa này. Đấy các bạn thấy không? Căng đét các bạn. Ngồi các bạn này, mình ngồi dưới này các bạn nhá. Nó lôi kiểu như lôi đít mình đi các bạn ạ. Lôi đít mình ra các bạn nhá. Đấy, ngồi chặt như này. Đấy các bạn thấy chưa? Bạn muốn ba ơi, nhìn. Yeah. Chỉ biết thế thôi các bạn ạ. Đấy các bạn ơi. Đấy, diều đảo lại cho hóa các bạn. Đấy các bạn ạ. Diều bình dân nó thế các bạn nhá. Đây diều của mình các bạn này. Cứ căng đét. Lên gọi phải nói là căng đét các bạn nhá. Đấy. Lên cứ vậy. Này, ở cho bạn bách, cho bạn bách thả này. Đâu, ba ngày tới thả đó. Đấy. Diều này bọn mình nhá, thả nhá, sướng lắm, ngồi im một chỗ thôi. Đấy thả bạn hưởng thụ ấy. Đấy. Ôi. Ôi, bạn sao không đấy? Bạn làm sao? Tớ không sao ạ. Bia mồm bạn à? Đâm thẳng vào mồm tớ bạn ạ. Con diều ghẻ này ra kia đây. Ra kia. Út đi. Cứ vi vi vào đây bổ rồi. Bổ thẳng mồm mình các bạn. Thân bạn bách các bạn ạ. Bạn muốn đi. Chúng mình không thả diều nữa, đi ra đây đi. Đi ra đây xin. Đập đi. Ra xin ai cho mày ra.
Đấy, này, bạn bắt chơi. Kỳ vậy. Thằng huấn lùn mà cầm cái diều này có khi nó nhấc cả nó lên nhỉ? Nhấc lên trời luôn bạn. Chả thế nhỉ? Thôi bạn Hưng ơi. Cái gì đấy? Cho mình cầm cái diều này mượn tí. Thôi bạn ơi. Sao? Tay bạn ấy không đủ đẳng cấp để sờ cái diều đâu. Bạn bắt chơi. Đúng rồi. Làm loa này. Làm loa. Chô. Đấy. Hai bạn sướng thật đấy. Chúng mình chỉ có mỗi nước lọc thôi. Mấy bạn cho tớ ăn dưa với. Chôm chôm họ quả bao nhiêu thế chả chô à. Bạn đi ra chỗ khác. Trời ơi. Gieo mấy bạn đâu? Hỏng không bay được rồi. Bọn tớ bỏ vứt ở kia rồi. Đâu mang xe nào. Đang ấy xem mà. Đây. Đâu. Đây. Không bay được thì bọn tớ bỏ đấy rồi. Ôi giời. Đấy các bạn ơi. Đường thế nào các bạn ạ. Đâu mang xe nào. Đây. Gieo của món tớ đây. Ôi giời. Ôi. Đấy, nhiều lão ơi, tâm thắng mua mình. Đây. Đây để tớ cầm hộ cho. Bạn cầm hộ okay. Tớ. Để kéo mất diều Dubai của tớ ấy. Mất thế nào được các bạn ơi. Ui giời ơi. Diều này nó bị phi xuống ruộng mấy lần rồi cho nên nó bẩn. Cắm toàn đất các bạn ạ. Lạt che các bạn này. Diều này mua bao tiền đấy? Diều này bọn tớ mua 80 nghìn thì diều ấy. À, còn đâu là tiền thừa là mua nước. Đâu nước của các bạn đâu. Mua 2 chai nước thì 20 nghìn là đây, còn 100 nghìn. Đây, nước, đây, của bạn đấy. Ôi giời ơi. Nước lọc. Thôi được rồi. Đâu để tớ thả cho đây, chắc các bạn không biết thả thôi. Đúng rồi. Bách ra kia phi để. Đúng rồi. Để mình thả cho Thả cho bạn đi ra đây. Mấy bạn đi ra đây. Mấy bạn ra nhìn ra. Bạn Quân thả diều thế nào? Sướng lắm bạn. Sướng không? Sướng. Đúng là diều đắt tiền còn khác các bạn. Đấy, bách đi ra kia. Đấy. Đấy. Đi nhá. Đây. 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 Đấy, mấy bạn thấy chưa? Đấy. 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 Lên rồi đấy. Ôi giời. Ôi giời. Các bạn ơi, con diều này đẻo quá. Đẻo bách phi lại nữa. Phi lại nữa đây. Đấy, diều bình dân này nó chỉ thế thôi các bạn ạ. Có đi ra kia, bách ra kia. Diều của mình, bọn mình rẻ tiền cho nên là nó lánh, nó không lên được. Toàn chết thôi. Rồi. Đi sang hẳn ra kia nữa đi. Đấy, mình đang thả hộ bình dân các bạn nhá. Bình dân đấy. Rồi, hai bạn. Ui. Đây, đây. Ui giời. Ui giời. Không được. Bách đuôi hẳn ra kia. Đấy. Để tôi ăn, ăn trái cây của tớ đây. Đây, đưa giả đây. Đấy các bạn ơi, con diều kia là diều đấy là diều đói các bạn ạ. Diều ấy bị đói quá. Diều ấy bị đói. Ui, ui các bạn ơi, diều mình đã rồi các bạn ơi. Là kéo lại chết rồi. Còn đâu? Còn đâu? Đấy, quần lên rồi đấy, càng đét. Quấn đôi khi không cầm được nhỉ. Bạn Quấn cầm nhá, nó kéo cả lên trời các bạn. Lên trời các bạn nhỉ. Các bạn sướng thật đấy. Từ cái bài chạy sướng sao? Thôi bạn bắt chơi. Đi bạn Hưng ơi. Từ nãy mệt lắm rồi bạn ạ. Mệt rồi. Làm quả chôm chôm đi. Yes. Mấy bạn cho tụi bạn tớ ăn nữa. Này. Sao thang đi. Thôi bạn Quân ơi. Bọn mình thả từ nãy giờ khát nước rồi. Bạn bỏ chai nước ra uống. Ngâm nước cho nó mát nào cơ mà. Từ nãy giờ bọn mình thả diều khát nước rồi. Bây giờ phải uống nước. Mấy bạn ấy. Bạn bay ơi. Thả diều lại bay dưới đất. Bạn nhỉ? Đúng rồi, giờ bay dưới đất. Châm nhân xuống ruộng các bạn. Bạn bách bớ cho mình cái quả chôm chôm. Cho mình xin miếng cho mát dặn. Này. Hay là cho mình cái nghị nhê. Quải đi, hoặc quả thanh long. Nghị nhê, các bạn nghị nhê. Mấy bạn nghị đi. Mấy bạn nghị nhê. Đúng. Có mỗi uống nước lọc rồi. Nhạt lắm các bạn ạ. Không có hoa quả ăn là khổ. Đúng là Dubai sướng thật. Vừa thả diều vừa được ăn uống đầy đủ. Quá chơi quá chịu. Đúng rồi. Mình đây cùng các bạn sao, của mình. Sao bạn bạn bè ăn tham thế? Tham kệ tớ nhỉ? Tớ. Bay ơi, ăn dưa hấu đi. Ôi dồi ôi, cái ra mà chia sẻ được ạ. Cho anh em mình thì bạn tốt không? Thôi bây giờ nhá, tớ bảo này. Mấy bạn nhá. Chỗ này là chỗ của bạn tớ. Đấy, lại rơi cái tiếng bóng ở đây. Mấy bạn đi ra chỗ khác đi. Đúng rồi, em ở đây bọn tớ ăn mất cả ngon. Mấy bạn định gì nhỉ? Bọn mấy bạn thì ăn trộm hoa quả mà lại thả diều, lấy diều mất diều bọn tớ gì? Chắc là hình anh mấy bạn không coi thôi, mấy bạn gì cứ phải nói thế, bọn tớ thèm mà ăn trộm. Thôi bạn Huấn ơi. Gì? Thôi thì bạn Hưng mấy bạn bách không cho thì anh em mình đi ra chỗ khác đi. Đi. Đi cứ ngồi đây nhìn mồm chán lắm. Đi.
đi nhá. Dắt theo con diều đi. Đi. Con diều ghẻ đi. Hôm nay nhất quyết bọn mình sẽ không cho vàng. Bà Bách đúng à? Rồi, đúng rồi bà ạ. Bọn mình thả diều đến tối xong thì bọn mình đi về. Đúng rồi. Nếu mà buộc đây bạn với những bạn quân lấy mất đấy. Lấy mất ngay đấy bạn ạ. Dạ lấy mất ngay. Ngon quá. Ngon nhỉ. Ngon ngọt mát các bạn. Đấy các bạn ơi, hôm nay Dubai đã thực sự luôn các bạn nhé. Quá đã luôn. Đây diều của mình các bạn nhìn này. Đấy, nhìn chưa? Lên trên cao này. Đấy. Hôm nay quá đã luôn. Đấy, diều của mình lên cao thật các bạn nhỉ. Các bạn có nghe thấy tiếng sáo không? Tiếng sáo kêu rất to vào các bạn nhỉ. Nghe tiếng ấy. Ui. 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 Đảo nhỉ. Không sao quá. Diều mình diều đẳng cấp luôn. Đảo vẫn lại in. Đứng im bình thường các bạn. Đấy, các bạn ơi, hôm nay bọn mình mua phải con diều đẻo mới đầu bay được, xong bây giờ là không bay được các bạn ạ. Thôi, bạn quên rồi. Bọn mình thả lốt lần nữa xem có bay được không đi. Đi, bạn đi. Bạn đứng ở đây đâu đấy nhá, bắt đầu từ đến 1 2 3 bạn thả nhá. Đúng rồi. À bắt đầu. 1 2 3. Ê lên đây, lên đi. À lên rồi các bạn ạ. Đấy. Lên chưa bạn ơi? À, không mình quên mình không nghĩ lại lên được. À. Ô. Ôi chết rồi các bạn ạ. Phi rồi bà cũng nói rồi các bạn ơi. Mình cứ tưởng nó lên thế mà ai ngờ lại chết rồi các bạn ạ. Điện qua. Thôi. Bây giờ bọn mình thả lại lỗ đường cuối xong có được không nhá? Các bạn nhá. Và khi nào mình đến 2 3 bạn quân thả tay ra nhá. Ok. 1 2 3 thả. Lên lên. Không lên được các bạn ạ. Ôi các bạn ơi. Đó, chết. Mình cứ tưởng nó lên. Thôi. Mà kiểu lúc mới đầu mình thả lên xong bây giờ lại không lên được nữa các bạn nhỉ. Bạn muốn đi. Ơi. Thôi. Chúng mình không lên thì thôi. Thôi bây giờ nó không lên được nữa rồi. Khả năng là tôi và bạn quân vứt đi. Đi. Vứt đi không thả diều nữa. Đúng rồi, đáp đi.